Hello các bạn, hôm nay thể theo yêu cầu của số quý vị khán giả, Kinh Mèo Hay xin thử nghiệm mài những cái kéo cắt chỉ nha, kèm cắt chỉ nha. Đã mới nhờ mấy đứa em nó đi sưu tầm mấy cái kéo mà sao cắt không còn thấy cảm giác gì hết nè. Này dắt bỏ lâu rồi. Không thấy ăn uống gì. Cũ quá, bỏ lâu quá. Rồi bây giờ mình xử lý nha các bạn. Nó hơi xét rồi. Đây thì ví dụ cái này đi. Trước hết chúng ta mở ngàm nó ra ha. Nó có cái ngàm mà nó bấu ở đây. Đó, giờ ra. Thì chúng ta thấy cái lưỡi này nè. Nó có một cái mặt vát, mặt bên đây là vát nè. Và một cái mặt phẳng. Thì cũng như tất cả các cái kéo khác thôi. À, nếu cái mép này nó còn thẳng. À, và chúng ta làm cho nó thẳng, nó sạch. Nó bén. À, thì chắc chắn nó sẽ cắt tốt thôi. Do đó thì chúng ta sẽ mài cái mặt vát này trước ha. Mài cái mặt vát trước. Bắt đầu luôn các bạn. Đây đá này đá đá chợ thường. À, tuy nhiên mình mài đang mài cái mặt này là mặt mịn. Mặt 400 á. Mặt này mặt 400 rít. Mày nhẹ chừng nào mà thấy cái bơ dớ nó xuất hiện ngược ở trên mép bên này thì tức là mài đã tới. Rồi, cơ bản là nó đã cuốn mép lên đây chút xíu rồi. Rồi bây giờ mình úp sát cái viên đá này để mình làm sạch nha. Và đồng thời mình khử ba vớ ở trên cái mặt mà mình mới đưa lên luôn. Nói chung cái mặt bên đây thì chúng ta cố gắng mài cho nó phẳng thôi nha. Còn quan trọng là cái mép bên đây chúng ta phải mài cuốn mép lên mới được. Mài cho nó giáp với bên đây mới được. À, thì nếu chừng nào nó cuốn mép lên bên đây nè, à, thì chúng ta khử nhẹ, à, là cúp lại khử nhẹ cái đó chút xíu thôi, à, khử nhẹ cái cuốn mép đó lên thôi, rồi lát nữa chúng ta mài lại bằng đá đá bùn thì nó sẽ bén.
Rồi tiếp theo chúng ta xử lý cái này còn sét quá, xử lý sét của các mặt nữa coi. Rồi, tiếp theo chúng ta xử lý cái mặt mặt giác này các bạn. Đặt êm theo cái mép của nó rồi mình mài thôi. Mài chừng nào mà thấy nó cuốn mép lên cái mặt sau là tới. Còn đôi khi mình mài mình thấy sáng sáng vậy á, nhưng nó chưa cuốn mép là nó chưa có bén được nha các bạn. Cuốn mép lên nè. Rồi mài nhẹ, xử lý nhẹ cái mặt này là chút. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành cái bước mài gọi là mài giữ bén. Rồi, tiếp theo chúng ta mài bằng đá bùn. Dùng viên đá bùn để mài bén vậy đó. Rồi, cũng bắt đầu là mài mặt vác này trước. Rồi, sau đó thì mày úp lại. Mày để khử cái bã dớ mình mới tạo ra. Đó, thì thông thường các bạn thấy tất cả các con dao mà khi mà mài đá bùn cái là nó bén, nó bóng lên, bóng sáng giới lên. Rồi tới mặt sau. Tiếp theo chúng ta mài mặt lưng, úp thật thẳng, thật sát suốt cái bề mặt của viên đá để mài. Rồi cơ bản là chúng ta xong cái hai bước. Bước cuối nếu cần làm cho nó thực sự là bén, thực sự là ngọt,
thì chúng ta mài lại trên cái miếng gạch lót nền nhà, lót tường này, để giữ cho cái dao nó bén được lâu hơn, cái kéo nó được nó bén lâu hơn. Đây thì cũng mài như vậy thôi, bắt đầu cũng bài từ mặt giác để chúng ta rà cho thật sạch cái bề dớ. Nếu lúc đầu mới để vô thì chúng ta sẽ có cảm giác nó không có ăn cái đá lắm đó, nhưng mà mài qua khoảng 10 lượt mài thì chúng ta nghe nè, cái tiếng miết ở trên đá rất là dữ. Và khi nó miết được như vậy thì cái con dao cực kỳ bén các bạn. Rồi các bạn chú ý là cái âm thanh của bên này này nha, mới để vô nè, thấy cà tuột kìa, thấy chưa? Nhưng mà sau khoảng chừng 10 đường mài chúng ta sẽ thấy khác. Đó, bắt đầu bám sát. Đó. Nghe âm thanh. Đó. Và lúc này là lúc cái lưỡi nó sẽ đạt cái độ siêu bén. Đó. Đơn sơ vậy thôi. Lưỡi này xong rồi tới lưỡi bên này cũng vậy. Mài mặt giác trước. Úp cho nó thật sát cái mặt giác thôi. Rồi. Tiếp theo, ốp lại thật là sát cái mặt phẳng, đừng có để hở, để nghiêng lên tí nào hết á, bám thật sát. Rồi vậy thôi các bạn. À, vậy là hoàn thành. Gắn kéo lại chút xíu nữa chúng ta thử nha. Rồi xong. Rồi bây giờ chúng ta lau cái kéo rồi thử nha các bạn. Thử cắt coi xem sao rồi. Mài con được rồi. Hai con kia thì cũng theo nguyên tắc như trên ha. Và ở đây thì chúng ta lưu ý nè. Nếu mua cái loại kéo á, mà giữa nó có cái đinh chốt này nè, thì sau này chúng ta mở ra, mở vô mài rất là dễ. Đấy, chỉ có tháo cái mấu ở giữa ra thì nó tự động bật ra để cho chúng ta mài rất dễ. Còn nếu trường hợp mà chúng ta mua bằng cái bằng mũ chẳng hạn, cái đồ bằng mũ chẳng hạn ở đây nó liền, thì bẻ ra không được, bẻ ra là nó gãy mũ, mà không có bẻ thì nó nằm vậy đâu có mài được. Bẻ cái chỗ này ra gãy mũ, mà không bẻ thì không mài được. Do đó khi mua mua cái loại này thì chúng ta cũng chú ý ha. Nếu mà chỉ mua xài tạm thời thì mua mấy cái bằng mũ đồ này kia cho nó rẻ. Tiếp theo mình lau cái kéo rồi mình thử xem sao các bạn. Quá ngọt nha.
Rồi từ cái kéo vách mà sửa lại được như vậy là ổn các bạn, thử vải à. Ừ, ngọt nè. Nó bén như keo Nhật luôn rồi, bén như dâu Nhật keo Nhật luôn rồi. Đó có nghĩa là nguyên cái sấp chỉ mà nhiều nhiều thì cắt vô tư ha, không có vấn đề gì. Đấy, video hôm nay đến đây xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn trong cái thời gian qua đã xem và ủng hộ cho kênh Mèo Hay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.